Thưa quý vị, trạm vũ trụ Thiên Cung 2 đã đi vào quỹ đạo cách trái đất là 393 km. Theo các nhà chức trách Trung Quốc, thì trạm vũ trụ này đã sẵn sàng để tiếp nhận các phi hành gia của quốc gia đông dân nhất trên thế giới. Thiên Cung 2 là trạm vũ trụ được phóng từ tàu tên lửa Thần Châu 11. Đây là sứ mạng được thực hiện trong cuộc chạy đua công nghệ hàng không vũ trụ giữa Trung Quốc với hai cường quốc là Mỹ và Nga. Theo các nhà quản lý hàng không vũ trụ Trung Quốc, Thiên Cung 2 khi đi vào quỹ đạo thì họ sẽ thực hiện những bài thử quan trọng, qua đó xác định được sự chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón con người của trạm hàng không này.